Sau đây là những cách phòng tránh và điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi hiệu quả. Hạn chế ăn nhiều muối. Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa muối và tình trạng tăng huyết áp. Khi nạp quá nhiều muối vào cơ thể so với mức cần thiết, lượng natri cộng sẽ bị vận chuyển vào tế bào cơ, gây ra tình trạng tăng huyết áp. Ăn nhạt hơn là một biện pháp hữu hiệu giúp người già hạn chế tình trạng này xảy ra. Bỏ thuốc lá. Lượng cholesterol tốt có trong máu sẽ suy giảm do hút nhiều thuốc, khiến nguy cơ đông máu gia tăng và khó nhận biết các triệu chứng đau ngực, khiến người bệnh không kịp thời nhận biết những nguy cơ của cơ thể. Tập thể dục hàng ngày. Rèn luyện cơ thể không chỉ tốt cho người cao tuổi nói riêng mà còn có nhiều lợi ích cho mọi lứa tuổi. Chỉ cần đi bộ nhanh khoảng 30 phút mỗi ngày cũng giúp người cao tuổi phòng tránh nhiều bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường, tim mạch và cả tăng huyết áp. Hạn chế sử dụng các chất kích thích. Rượu, bia, cà phê, các chất này thường gây ảnh hưởng nhất định đến huyết áp, đặc biệt là ở người cao tuổi.